nhà trường tổ chức những cái đội hình, những cái phương án để mà tăng cường cái việc phòng chống dịch cho các bạn sinh viên khi mà quay trở lại trường học tập. Qua sự hoạt động của nhà trường bên y tế là tôi thấy rất là tuyệt vời và an tâm. Ở giờ ấy, dịch bệnh ở đâu thì cũng như vậy thôi. Con em tới trường mà đảm bảo như thế vậy thì mình về, mình khi mình ra về thì mình cũng yên tâm cho con cái nó học ở trường này. Dạ, cảm giác đầu tiên khi đến trường là hồi hộp. Trang thiết bị trường thì rất là hiện đại, mà ở bên ngoài thì nhìn thì trường rất là to. Trường rất là to, rất là đẹp luôn chị, kiểu mới đầu em vô hơi bỡ ngỡ vì trường. Khi em bước vào trường thì được đo thân nhiệt nên là em cũng thấy rất là an tâm. Khi mà đến trường thì thấy cái công tác phòng chống dịch của trường thì rất là ok. Một người sinh viên như mình thì chúng ta cần phải biết tuân thủ và giữ việc phòng chống dịch một cách an toàn, tuân thủ 5K và đi đâu vào đó thì phải khai báo y tế. Em hy vọng là em sẽ có 4 năm học ở đây sẽ phát triển được hết tài năng của mình.